Cá này gọi là cá gì hả chú? Cái này thì có nhiều. Cá rô à? Cá vồ ạ. À? Nhiều tính sát nó là cá cha chứ đúng không ạ? Ôi, ôi. Rắn. Chào các bạn, chào mừng các bạn với nội dung tiếp theo trên kênh của mình. Thì đây là cái hành trình của mình đi ở miền Tây các bạn. Các bạn nhìn thấy không? Đây là ấp Văn Hóa Thạch An. Mình đang có khu vực ở này là gọi là đi qua Trà Vinh các bạn. Thì nó là Vĩnh Long. Mình đang có mặt ở Vĩnh Long và có một cái đặc sản ở đây. Mình sẽ muốn quay cho các bạn xem. Thì bây giờ đang trên đường vào đây các bạn nhé. Các bạn theo dõi tiếp cái cuộc hành trình của mình và cái đặc sản này là gì thì các bạn vào đây khám phá cùng mình và xem các bạn nhé. Nó rất là lạ luôn. Và xung quanh đây của mình là một cái đặc trưng nhất của cái Vĩnh Long, Trà Vinh và Bến Tre chính là dừa các bạn. Mình đi từ Bến Tre xuống Bạt Ngàn luôn, chính là dừa. Nhưng mà khu vực này người ta trồng được nữa nó cũng rất là lạ luôn. Người ta tiêu úng cho cái cây thanh long các bạn. Một cái vườn thanh long Bạt Ngàn rất là nhiều luôn. Đó, các bạn nhìn xem. Và bên cái con đường nhỏ nhỏ đi dẫn vào cái nơi gia đình mà mình dự kiến quay phim ấy thì là dừa các bạn, một cái đặc sản của khu vực này. Và Bạt Ngàn rất là nhiều dừa, bên kia cũng là nhiều dừa, và những cái dừa này là có những năm tuổi rất là có tuổi rồi các bạn. Ví dụ cây này khoảng 4 đến 5 tuổi chẳng hạn, còn cây cao cao kia thì ví dụ như cây này chẳng hạn nó phải trên chục tuổi rồi. Đó các bạn xem, cực kỳ nhiều luôn. Đó. Và dừa thì sai chịu. Dừa đây rất là rẻ tiền các bạn, tại vì là đúng là nơi có xuất phát từ cây dừa các bạn. Mình nói sở dĩ mình nói thế là sao các bạn? Thì một quả dừa trên mình khi uống nước ấy, cái nước dừa ấy, nó rơi khoảng 25 đến 30 ngàn. Thế thì mình nói ở đây nó rẻ so với mình. Tại vì là bọn mình ở Tây Bắc mà, nên là nó mình thấy đó là rẻ. Đó, bên cạnh này nữa thì là một vườn thanh long, người ta trồng rất là nhiều. Phải, các bạn nhìn thấy cảnh quê yên tĩnh không? Đây, đi tiếp là cái cầu này, các bạn nhìn thấy đẹp không? Cái cầu một qua một cái rạch rất là nhiều lục bình. Hai anh đi trước nha các bạn nhé. Hai anh đi trước là mình quen rồi, mà là đưa mình đi ghi hình cái đặc sản này luôn. Mình đi sau. Đó. Và anh đang câu cá các bạn. Đó. Đó, xung quanh đây. Bạt Ngàn là dừa. Và có một vườn cau nhỏ nhỏ các bạn. Các bạn thấy miền quê Nam Bộ nó yên bình không các bạn, mà xanh mượt luôn. Khác hẳn với cái những cảnh quay ở Tây Bắc của mình. Cảnh quay Tây Bắc của mình là toàn là đồi núi thôi. Ở đây là đồng bằng các bạn. Rồi, bọn mình đi vào nhá. Đến nhà rồi. Anh vừa hỏi. Em chào anh ạ. Dạ. Làm mai cho anh bà được, mà làm mai xong anh ở đây đi chỗ khác.
đây hai người bạn. Chứ ở đây người ta được, em cũng đâu có được. Mọi người tương tác. Con chào bà. Dạ. Tên nghe học lại cũng... Dạ. Rồi các bạn, có một cái mình xin lỗi các bạn là định truyền tải các bạn cái công đoạn làm từ đầu đến cuối của một cái đặc sản ở đây, có đó là chính là cái bánh ú nước cho các bạn. Nhưng mà mình đến muộn quá, mọi người đã làm xong hết rồi. Cô chú anh chị đã làm xong hết rồi và nấu chín rồi, thành phẩm mất rồi. Thôi thì mình sẽ quay lại cái đoạn người ta làm chín và bánh ăn như nào các bạn nhé, mùi vị ra sao lúc sau thôi. Còn hiện tại mình đang đứng ở đây thì mình sẽ quay lại cái cảnh các bạn xem. Rất nhiều cái cảnh luôn. Và có một cái cây nữa, chính là gọi là cây thần kỳ mà bác giới thiệu cho mình. Và mình quay lại các bạn tiếp tí. Cái này thì nó ăn vị nó như nào các bạn nhỉ? Mình cũng chưa thấy bao giờ. Đó. Cái này người ta bảo là uống bia được. Nó còn ngọt các bạn. Đỏ ngọt ngọt. Còn quanh nhà các bạn này, đây là cây mai, đây là chuồng bò. Đó. Xung quanh nhà thì rất là nhiều cái dụng cụ chứa nước các bạn. Đây chính là cái dụng cụ chứa nước mưa. Ở đây thì mọi người uống nước mưa các bạn. Và nước mưa nãy mình đây các mình mở cho các bạn xem. Nó nói gần đây hả? Ông Nam á. Vừa anh ăn nhiêu chục? Không biết một con nó mẹ. Ồ, các bạn nhìn thấy nó trong không? Nhìn thấy mặt của mình luôn. Nước trong vắt các bạn, nước mưa đó. Và rất là nhiều cái dụng cụ chứa. Mới gặp hổm là quên. Ờ, từ đây, lúc đầu mình nghĩ là đây cái dụng cụ ủ mắm cơ, nhưng mà không phải. Nó là chứa nước mưa. Có cái hệ thống nước mưa thì từ trên mái dẫn xuống như này này. Đó. Và cái mái nhà các bạn nhìn này. Ông ơi, mái cọ luôn. Nhanh lắm, làm nhanh lắm. Ừ. Nè. Ướt nghiệp nữa. Ông để em mượn cháo uống bung đi hả? Mượn phát về. Anh. Dạ. Anh ấy chuẩn bị kéo cá đấy các bạn. Mình sẽ ghi lại cái cảnh kéo cá luôn. Chơi chơi. Mình thấy cái ao này nhỏ nhỏ thôi mà rất là nhiều cá quẫy lên. Hướng này các bạn. Mình rất là tò mò. À, lá sắn này. Có một cảnh sắn mình thấy ăn nhăm nhở. Chắc chắn là dưới này có cá chấm rồi. Mình có ăn lá sắn đúng không ạ? Bên bờ thì cây xoài và những cây cảnh nữa các bạn. Thì nhà đây, cái hướng nhà các bạn nhìn thấy nhà đúng như ở đồng bằng bình thường. Và gia đình nhà anh này, nhà bác này là rất là nhiều cây cảnh luôn. Đó, lúc sau kéo cá mình sẽ quay nhé. Ôi, một cái ao nhỏ mà sâu thế ạ. Ôi, em nghĩ là sình hay là cái gì mà sâu thế? Cũng sình. Dạ. Nhưng mà cũng hơi sâu, tại do nước ngoài ao ngoài sông vô. À. Em thấy có cả cảnh sắn bị ăn kia, em nghĩ là có cá chấm đúng không ạ? Cái đây gọi là cây mì. À, cây mì đúng rồi. Ồ, thế là mình nói sai. Mình nghĩ là cái mì kia bị ăn là... Ăn sáng ở đâu đang là... Vợ nằm ngay góc rồi nè. Dạ. Dạ. Lợn ăn sắn ở đây heo mày. Ừ. Đúng rồi. Bởi vì nhiều người ta hỏi con lợn với con heo khác nhau chỗ nào. Vâng, có lợn với con heo. Ôi giời ơi, quá to thế ạ. À. Em thấy ao này nhiều cá đấy. Nhiều lắm. Đấy, rồi ôi. Úi giời ơi. Dướng hả? Có nó bay, nó lớn rồi bay. Dính cục đất rồi. Úi, tài tượng, đúng ạ? Đúng rồi. Nãy phải có lưỡi câu là mình câu cũng được. Ra hết rồi. Còn, dưới còn, còn nhóc. Nhóc luôn á. Ít nhất ba không còn. Thấy không? Ôi hồi đi hết rồi. Rồi, thì mình bỏ lại đi. Cầm bông đứng ra đi. Nó giờ nó nằm ngay góc đó. Cá to, to, to thật. Con đấy phải 2 cân anh Bình nhỉ? Không, cái mấy. Dạ. Cái 3. Dạ.
Còn cá tai tượng này dám kéo lưới bắt chân cái vồ ngắn. À, em cũng sợ nó. Nó sắn lại như vỏ lãi luôn á. Đó. Đó luôn. Ôi giời. Cái vồ mấy ký lô rồi. Có một con tra nữa. Nhiều lắm, cuốn lại thôi. Quá chừng ha. Hèn chi anh Tú về đây lần nào anh cũng về bến trong xe mồi quá trời. Đâu cái vỏ khảo rồi. Rồi được rồi, con nhậu hết mồi. Cái vỏ chứ đâu phải cái tai tượng. Rồi con cá đã được bắt lên. Cá này gọi là cá gì hả chú? Cái này kia có dồ. Cá dồ à? Cá vồ ạ. Cho tôi cái dao. Nhưng tính xác nó là cá tra chứ đúng không ạ? Ừ. Ôi, ôi. Trắng. Nuôi sạch á. Rau củ không à? Con này mình nghĩ là nó ăn cái cây mì này anh Bình. Mình ăn cái chuối này nè. Không dạ. Có. Cái này cho con ngỗng. Dạ. Không có ăn cái này. Cho con cây. Lúc đầu em nghĩ là con cá chấm nó ăn mì, hóa ra là con này ăn. À, con cái kia. Con cái kia cá nhảy. Tái tượng ăn ạ. Dạ. Cá này ăn con. Cái gì? Con nói đem cái gì? À. Cái gỗ, cái thau vậy đây với con làm á. Lâu lâu mấy hiện nghỉ cho hơi bữa nữa rồi. Con cá này thì mổ xong rồi các bạn. Con cá này là nó cá da trơn, nó nhớt nhá. À, bà đang chế nước sôi vào để cạo cái lớp nhớt đi các bạn ạ. Làm cái gì đơn giản đó. Thôi Úc ơi. Dạ, đơn giản thôi. Đi đặng quà ăn con ăn. Quà ăn thức ăn để lại đặng có tốt. Dạ đi. Mắm khía thì mình về làm cái gì ăn này? Mọi người đang nói là đến mắm các bạn. Nếu mà mắm ngon đi Châu Đốc mình có được nghe cái mắm là mắm bà Giáo Thảo đấy ạ. Mắm ngon. Nhưng mà mình rất tiếc là mình không quay được tại vì là đi Châu Đốc của mình rất là vội vàng để di chuyển về cái vị trí này. Đúng rồi. Con cá thì đang được ngâm ở đây. À, mình nghe nói sẽ là nấu chua các bạn. Rồi mình sẽ quay lại cái cảnh nấu con cá này nha các bạn nhé. Gọi là cá tra. Con cá thì đã được mổ xong các bạn và được cắt rồi. Bây giờ anh ấy rửa lại bằng cái nước sạch các bạn nhé. Cái nước này chính là cái nước mưa mà lúc nãy mình có quay được chút hình ảnh ấy. Gia đình anh ấy dẫn ra bằng cái ống PVC này các bạn. Là rửa rửa. Ở đây thì chắc là không đào giếng được đúng không anh? Không, đây đào giếng đâu sợ đi. Dạ. Học quanh năm mà đào giếng làm gì? Mà đào cũng sợ không được. Phèn. Tại phèn đúng không ạ? Tại đào đục ngầu đúng không? Nước giếng nó đào nó sẽ giống như kiểu nước ao này đúng không ạ? Nó đục ngầu này. Không dùng được, chủ yếu là dùng nước mưa đúng không ạ? Nhưng mà như thế là có cái hệ thống nước lọc bằng cát thì không biết là dùng được không? Nước mưa, nước sông. Nước sông lên nóng phèn lại là xài tổ máy. Dạ. Ở đây cũng có nhà nước xử lý nước máy. Nhà nước mà. Ừ. Cũng có nước máy đúng không ạ? Ừ, có nước máy chứ. Dạ. Có cà phê nữa nè. Đây là cái cảnh trong bếp các bạn, hai chú và bà đang nấu cơm. Cái này chính là ở trên Bắc, ngoài Bắc bọn em gọi là mùng. Ngoài này mình gọi là gì à anh? Cái này ạ? Bạc Hà đúng rồi. Chính là gọi là Bạc Hà. À, nấu chua thì chính là cho mùng vào. Hay là trong Nam thì mình gọi là Bạc Hà. Mình gọi theo đây đi nhá các bạn nhá. Gọi là Bạc Hà luôn. Và con cá thì đã được cho vào đây rồi. Đun lên và cho me. Anh đã cho me rồi đúng không ạ? Me rồi. Me và cái Bạc Hà vào. Thêm cà chua vào nữa thôi là xong. Thì có một cái bếp hay lắm các bạn, mình cho các bạn xem này. Cái bếp này mình nghĩ là xi măng đúng không ạ? Để đút bếp củi và có ống khói dẫn ra ngoài. Đó. Còn bên chảo đấy là anh sẽ nấu món gì ạ? Cái này là mình kho. Dạ. Kho lạc. Dạ. Nước có màu màu kia là chính là cái
Cái này là nước màu, nước này để kho cho nó có màu. Dạ. Thắng bằng nước dừa. Nước màu này mình làm bằng nước dừa. Nước cốt dừa vậy ạ? À, dạ. Nước bên trong quả dừa đấy ạ. À đúng rồi. Dạ. Nước mình để uống á. Vâng. Đó là kẹo lại thành nước màu. Dạ. Còn bên này thì đã sôi rồi đúng không ạ? Chốc nữa thôi thì à... Để rau, để cà, để giá vô nó mà... Xong đúng không ạ? Xong. Vậy là 4 dĩ là anh ấy cho me vào rồi. Còn ngoài này thì... anh ấy đang thái cái cây bạc hà. Ngoài bóc bọn em gọi cây này là cây mùng. Nó giống với cây khoai môn vậy ạ. Ở ngoài kia thì bọn em sẽ, mọi người, nhiều người nhà sẽ nhầm với cây khoai môn. Khoai môn này nó rất là ngứa. Cây này thì không ngứa. Con này là to đấy anh nhỉ? Cái này cũng to to này. Dạ, anh nuôi mấy bao nhiêu lâu rồi? Này khoảng 3-4 năm. 4 năm con rồi. Tại vì cái này mình cho ăn ít cho nên nó hơi chậm. Dạ. Chậm lớn hơn cá tôi nuôi công nghiệp. Dạ. Công nghiệp thì như vậy là khoảng chừng vài tháng tới 1 năm là khoảng. Dạ. Năm mấy là cái này là. Để làm tư nữa cậu. Ừ, đại. Rồi các bạn, trong khi chờ cái nồi cá cái chín thì mình đi một vòng quanh cái nhà của anh mình đang đến đây các bạn nhé. Cho các bạn xem cảnh ở ngoài này. Đây là một con đường nhỏ nhỏ đi vào xóm các bạn. Bên này là cái rạch các bạn. Kia nữa là đường. Thì cứ đi một đoạn lại có một cái cầu. Đi một đoạn lại có cái cầu sang. Và đường thì cao hơn một chút. Và có một cái cây nữa là mình thấy rất là quen thuộc đối với Tây Bắc của mình. Đó chính là cây sim các bạn. Đây chính là một cây sim này. Và quanh đường thì được trang trí rất là đẹp luôn. Đó là mọi người đây, người ta trồng cái hoa 10 giờ dọc con đường này ạ các bạn. Đẹp lắm. Và rất là nhiều cây ăn trái, ví dụ như là cây dừa. Đằng kia là cây roi. Đó. Mình mắt mình nhìn thấy bên đằng trên này người ta đang di chuyển vận chuyển với cây dừa các bạn, trái dừa đấy. Người ta hái xong là đưa lên thuyền và ghe. Mình sẽ đi bên trên cho các bạn xem cái hình ảnh đấy. Ví dụ cây dừa này rất là nhiều trái này, người ta sẽ hái. Đó. Rất nhiều trái luôn. Còn ở trên này cơ, mình sẽ đi lên trên nữa. Đây, ví dụ có quả dừa đây các bạn. Ngay gần đường. Các bạn nhìn thấy những cái như kiểu là thùng thùng không, nó là chính là cái hộp chứa các bạn, mà bện bằng cái lá dừa này mà cái chú đang lai trên xe. Và dừa đây các bạn, đấy mình thấy chú và một anh nữa đang di chuyển những cái xe rùa chở những cái trái dừa này các bạn để đóng ra thuyền và di chuyển theo sông ra thành phố lớn để bán đấy các bạn. Và ở đây thì có những cái
thứ mặt hàng làm từ cái này các bạn chính là dầu dừa và mặt nạ dừa, nước dừa, kẹo dừa rất là nhiều luôn. Cái đặc sản của Bến Tre chính là kẹo dừa các bạn. Kẹo dừa thì chắc là tuổi thơ các bạn ai cũng được ăn rồi. Và xuất xứ kẹo dừa thì nhiều nhất là theo như bọn mình biết ấy, là Bến Tre, thương hiệu nhiều. Đó, một con thuyền như này, người ta sẽ di chuyển theo cái gạch này và đi ra ngoài, đằng hướng đằng kia có một con thuyền nữa. Đó, và hai bên là đường, nhà bên cạnh này. Như cái bên trên là đường người ta đắp, mình nghĩ đó là đê luôn các bạn. Tại vì là nhà thấp hơn cái đường mà, thì cái đường này ở trên mặt đê. Những cái này có tác dụng là ngăn nước, nước cao lên thì sẽ không ngập vào nhà. Ví dụ như đây là nhà này các bạn này. Đó. Ở đây thì rất là nhiều mai luôn. Người ta trồng để dịp Tết thì người ta chơi đấy. Đó, đây là các bạn cái hình ảnh mà người ta gom dừa ra cái thuyền xong rồi chở ra thành phố bán. Như chú vừa nói là chở ra Bến Tre các bạn ạ. Đây là mình ghi hình ở Vĩnh Long và người ta di chuyển cái ghe từ Vĩnh Long ra thành phố Bến Tre bán. Rồi, các bạn nhìn xem cái nhà đẹp thật. Cảnh quê yên tĩnh. Hoa thì hai bên. Đó. Cái lá này là người ta lợp bằng từ cái lá cọ, à nhầm, lá dừa các bạn nhé, nhìn y hệt như lá cọ. Quê không có nề hà, dạ. Có nghĩa là ăn là nhào lên ăn, lượt cho vui. Dạ. Không có nề hà. Đi. Dạ. 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 Lâu lắm rồi không có lên. Cái này đám rồi thì lên chỉnh chơi. Rồi. Rồi ngồi vậy anh. Nhất định nha, tới giờ tôi còn say á ba. Rồi các bạn, mình đi một vòng rồi và cái cá này đã chín rồi và các anh ấy đang dọn ra đây và chúng ta sẽ chiến đấu một cái trải nghiệm và một cái đi chơi của ngày hôm nay của mình ở Vĩnh Long. Và Tây, sống như người miền Tây bữa đi. Miền Tây, dạ vâng. Em này ở miền Tây Bắc. Và anh này ở Sài Gòn nhưng mà cũng gốc ngoài đó. Thì vô đây chơi, em nói thôi để tôi chở lòng vòng qua đây có cái món đặc sản mà nói ra không ai biết hết trơn. Nhưng mà qua đây thì bà con làm rồi thì thôi để chịu ăn thôi, thưởng thức thôi. Tới giờ cũng chưa biết luôn. Đây là cá kho. Cá nấu đúng không? Sáu đậu. Chua. Sáu ơi. Mà quá. Dạ. Tiệm mua chắc qua tiệm. Có tiệm làm cái gì? Anh bỏ thôi, bà cố tốt sức khỏe anh ơi. Bỏ gì hay đó. Này có chết cứ chết. Uống em miếng cơm nha. Làm miếng cơm nha. Ừ, cho em miếng cơm đi, em chóng quá. Kêu em úp được. Cũng làm dữ, sao ly sáu rồi. Đi ăn không? Chưa. Cái này cô. Tao sáu ở đây với em nè. Có để mà làm ngày đầu tiên. Nghe năm rồi đó. Nghe năm em mới qua đây, qua đây sớm giống mình luôn. Lái xe có tên còn những người mà. Sao cơm mày mới lên ta? Chóng với bà ơi. Dạ, chóng với bà. Không, ăn ở đây khỏi mời. Dạ. 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 Ở trong miền Nam chủ nhà là muốn ăn là ăn, mình khỏi mời. Đó, nó mình chủ mà. À, tự nhiên đi. Thôi dạ. Qua đây thôi, qua tự nhiên đi. Dạ. Dạ, em ơi. Chào mời bà. Chào mời. Rồi. Mời chú ạ. Rồi. Dạ. Xin mời các bạn nhé. Đìa. Cá. Nè, vô. Dạ, với anh ạ. Vô. Vậy là anh là ở Sài Gòn ha? Em ở Sài Gòn. Em vào đây 16 năm rồi. Cái cá này á là mát quá các bạn. Là độc chiêu nha. Rau coca biết không? Biết, cái này thì ở miền Bắc chắc không có. Rau coca. Rau coca. Xá xị. Cái này thì hay đi ăn bò nấm sánh á. Đúng rồi. Thịt bò thì nó hay kèm với cái này, thịt nướng.
bò sống. Anh tự nhiên nha. Tự nhiên đi. Em làm mấy miếng cơm thứ một cái. Ở đây em muốn ăn cơm là ăn. Chứ không phải là ăn cơm là nghỉ uống rượu nha. À, ở miền Bắc ăn cơm là nghỉ uống rượu luôn ha. Trong trong nhà cá mình còn nhiều lắm. Dạ. Nên, tự nhiên. Tại vì chiều nay mẹ đi cũng con mình em nhà. Rồi chiều nay nhậu tiếp. Ở đây thì mấy anh em thì muốn muốn mỗi đêm á. Chiều nay có qua không nhậu tiếp? Cũng có nhậu với anh chứ. Rồi các bạn mình sẽ thưởng thức cái con cá tra đúng không ạ? Cá tra nấu chua trước. Ồ. Cá vồ. Cá vồ ạ. Em tưởng cá tra chứ ạ? Cá vồ. Cá vồ. Cá tra nó vồ. Nhưng mà mình nói cá vồ cho nó mạnh mẽ. Miền Nam á. Miền Nam, miền Tây gọi là cá vồ không nói cá tra. Dạ. Em nghe như thế là tưởng là hai loại cá đấy ạ. Thì vì không nắm được ấy. Mình tự nhiên đi. Mình làm gì mình ăn tự nhiên nha. Ở đây hả, thất nghiệp hay gì nữa. Đúng như anh Bình anh nói là nhập gia tùy tục các bạn. Ăn cơm, uống rượu, đi cùng nhau. Còn như ở Tây Bắc của bọn mình là ăn cơm là thôi uống rượu. Ở đây ăn cơm, uống rượu thoải mái. Dạ. Nhưng mà đây là đang uống bia. Thế nên là vừa cơm vừa... Bia luôn. Vừa bia. Rồi muốn bỏ cơm vào trong ly bia uống cũng được. Đâu vào đấy, hàng nào nó không chứa. Đó, thoải mái thôi. Dạ. Muốn làm gì làm à. Đó là gọi là cuộc sống miền Tây, muốn làm gì làm không? Vâng. Đừng đụng tới ai nữa. Rồi, mình sẽ ăn cái cá kìa. Chấm mắm. Ớt. Mông tự nhiên. Và ăn với cá. À nhà bà ăn cơm. Cá ngọt lắm ạ. Ngọt. Em ở đây được cái ao cá. Cái có khách, cái anh em kia cái là bắt lên. Nhanh mà nó gọn đó. Nó ngọt, nó dai. Ở nhà làm nhanh. Không bở. Thơm. Cá này phải 3 năm rồi. Dạ, cá này trên. Tại vì lúc em... 4 năm. Cũng có một số nó khoảng tầm khoảng 9-10 năm đó. Tại vì lúc em mới cưới vợ là em bắt em nuôi. Dạ. Em nuôi ao sao xong cái em kéo vô em thả đây. Giờ cái số đó thì nay nó cũng bự. Nhưng mà nó nếu mà cá mà này là trứng hay là tinh? Trứng. Này trứng. Khoảng 6-7 năm mới có trứng. À. Còn cái con kia cái tinh đó nó sợi cá. dài. Thì cá kho các bạn. Như là cái mỡ con ếch vậy đó. Đúng rồi. Tuyệt vời luôn. Ủa muối. Đặc chiêu gì anh? Muối cần chua cơ. Ừ. Cái này là kho dừa đúng không ạ? Có mùi dừa. Em qua đây chung với Tú nè. Lâu quá rồi không nhớ. Em dở xong rồi tụi em xin nhập đi Cần Thơ. Không nhắc đâu nhớ. Em có vợ nhỏ Cần Thơ, bữa nay anh đẻ rồi. Mẹ tròn con vuông. Sinh được con trai nặng 3kg. Mẹ tròn con vuông. Dạ em hỏi ông đi làm gì vậy? Mẹ tròn con vuông, sinh được con trai con nặng 3kg. Vậy hấp, cái nó hấp gan à. Hết về nhà luôn á. Không có, vậy cho nó quen mà mốt có thiệt cái nó không bị sốc. Mới đầu tính nó chơi. Nó có nghĩa là mình cứ nó chơi, nó chơi. Tới chừng mà có thật vừa chơi, nó không bị xỉu. Còn mà tự nhiên mà không nói gì hết, cái tự nhiên đùng ra. Giống như từ nhỏ tới lấy chưa uống rượu thì cho nhâm nhâm vài ly. Từ từ quen. Bữa chơi thì tới. Lá này ngoài Bắc mình cũng có các bạn. Tài sáng thơm lắm. Để tôi đứng luôn. Có, bữa hổm có chị Phượng nữa. Vợ có thể đứng luôn. Có loại gì không? Thì em cho anh có vợ bé rồi. Anh cứ cuốn độ đi nó đi. Nó nói, ủa tôi đâu có ngu, tại là cái của tôi mà tự nhiên là tôi cuốn đồ tôi đi. Thế lại cho bà, tôi đâu có ngu. Dạ, nó hơi buồn à. Dạ. Mày đi đâu có được. Dạ. Vợ con nói. Dạ chú ạ. Cho anh có vợ bé vậy, đẹp cái nào đẹp cái anh cứ cuốn đồ sao nó dạ. Đi. Tôi nói, ủa tự nhiên tài sản tôi tạo ra. Ủa về đang đi mình công rồi ngu à. Anh nghe anh Út. Út. Đúng rồi đó. Ôi giời, 11 ạ. Thứ 11 rồi. Mẹ nay là 83 tuổi. Anh bà bao mẹ? Bà 84 rồi. Ngoại hôm rồi 104 tuổi, mất nay 2 năm. Dạ. Cảnh quê như sống như này thì trường thọ là anh Bình. Tại vì là thoảng cũng sống lâu, thỉnh thoảng cũng sống lâu. Không phải nhưng mà uống rượu nhiều với là hóa chất thôi chứ vì may ra là thực ra mà sống cái này là vui, mà sống không vui thì sống lâu làm cái gì. Dạ. Thực ra bà cụ là sống vui với con cháu mới sống được lâu. Đúng rồi. Còn bạn mà cứ sống bạn buồn tẻ mà không có ăn nhậu gì hết thì bạn sống tới 200 tuổi cũng vậy thôi à. Đúng không? Cũng sống được rồi chết rồi. Thà một phút huy hoàng á. Đúng rồi, một phút huy hoàng rồi chập tắt rồi hơn đây lắm, đúng 5 năm đúng không? Dạ bạn. Dạ.
chuyện lại phải không? Dạ. Thì mình kể với bạn nghe vậy, có nghĩa là mình di chúc với bạn bè anh em rồi. Dạ. Nếu mà mình có mất bất đắc kỳ tử thì anh em nhớ nói vợ con mình đem mình đi thiêu, xong rồi lấy cho của mình á đi gãi ở bãi tắm Nha Trang hay Vũng Tàu vậy, mà chỗ nào có bikini nhiều để làm những cái gì mà lúc sống mình không dám làm, lúc chết mình làm tiếp tục vậy. Chúc mừng. Thế nhất anh rồi ạ. Ở đây là mình dám nói, muốn nói gì nói mà đời sống tự do mà. Nhưng mà đó cũng là một cái tâm nguyện. Rồi ngôn luận đấy. Hả? Cái tâm nguyện, nó là tâm nguyện đấy. Để làm chi? Thế sao anh ơi không có đi giải ở nước ngoài ấy? Những kiểu Bali, biển Bali nó rộng hơn ạ. Bikini nhiều hơn. Không biết. Anh chị giải ở Việt Nam nhỏ bé quá. Nó tiếng, nó tiếng nhiều khi cái tiền cho không cho mình cũng không hiểu. Nhiều khi ta hay cho mà mình thì nghe nghĩ vô cái cũng mệt. Cho anh đi để tao đi đám cái nữa mới được. Thế giới bây giờ văn minh lịch sự. Dạ. Dẫu qua đời rồi cũng phải hỏi ý kiến tí. À, bên kia gãi ở nước ngoài nói tiếng Anh không được, phải gãi Việt Nam đi. Chắc thì giải ở vùng biển ra trên Việt Nam thôi. Thôi uống đi. Dạ. Uống đi mời anh em, mời. Uống đi. Vô, uống vô. Việt Nam được rồi, Việt Nam mình giờ mở cửa rồi. Tây Âu. Đâu đường này đâu chỗ hết. Cứ ra Nha Trang là Nga rồi Trung Quốc rồi Việt Nam rồi, đồ nhiều lắm. Mình có những cái mình phải suy nghĩ thoáng đi. Cái lúc nào mình chơi chơi, lúc nào mình nghĩ làm. Rồi á là có những cái mình không làm được thì mình phải có hy vọng là ngày nào đó mình làm được. Đại đi. Xịt đợt này tới công cho mẹ rồi là tôi cũng không giận gì. Đây chính là cà phê các bạn. À, bữa cơm mà mình đi chơi ở Vĩnh Long. Ngồi rất là vui các bạn. Nhưng mà rượu thì và bia thì mấy nay mình uống nhiều quá rồi. Mình xin trốn ra đây ngồi trước và uống cà phê. Có những cái rất là hay ở nhà anh này các bạn. À, một cái đặc trưng nhất của khu vực này mình đi ấy là suốt từ bắt đầu từ thành phố Hồ Chí Minh đi vào đây. Đó là cà phê võng các bạn. Đâu cũng có võng hết. Ngồi võng và đến tận Cà Mau cũng có võng. Mình cũng quay được một vài cái hình ảnh ở Cà Mau là có võng luôn. Nhà anh này cũng có võng. Các bạn hay không? Và uống cà phê, nằm võng, thư giãn. Xin chào các bạn. Hẹn lại các bạn trong những clip sau nhé. Một cái clip nhỏ nhỏ mình đi chơi ở Tây Bắc Bộ các bạn. À nhầm, miền Tây của Đồng bằng Bắc Bộ. Mình nói sai các bạn nhé. Mình đính chính lại. Và đây là Vĩnh Long mà mình đi chơi. Tiếp theo là cái cuộc hành trình mình còn đi tiếp nữa các bạn nhé. Các bạn hãy đăng ký và theo dõi trên kênh của mình. Cảm ơn các bạn. Xin chào, hẹn gặp lại.